Chào mừng các em trở lại kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui được hỗ trợ các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Video này thầy sửa bài tập 19 trang 60. Bài số 4 mặt nón hình nón khối nón. Để hỗ trợ các em học sinh lớp 12 học môn hình học. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững hiểu mọi hình nón đều có mặt cầu ngoài tiếp và cách xác định tâm mặt cầu ngoài tiếp hình nón để giải các bài toán trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài tập 19 trang 60, một mặt cầu gọi là ngoài tiếp một hình nón. Nếu mặt cầu đó đi qua đỉnh và đường tròn đáy của hình nón như vậy gọi là nội tiếp mặt cầu đó. Câu A nhỏ chứng minh rằng mọi hình nón đều có mặt cầu ngoài tiếp duy nhất. Trước hết thầy sẽ vẽ hình. Thầy vẽ một hình nón đỉnh S tâm O và có đường kính AB, bán kính đáy bằng R. Thầy lấy một điểm M ở trên đường tròn đáy. Ta thấy trục SO của hình nón cũng là trục của đường tròn tâm O. Do đó, mọi điểm nằm trên trục SO đều cách đều mọi điểm nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Bây giờ xét một điểm Y nằm trên trục SO. Y cách đều S và cách đều M. Thì khi đó Y chính là tâm của mặt cầu. Trong mặt phẳng SOM, đường thẳng trung trực của đoạn thẳng SM sẽ cắt SO tại một điểm Y. Thầy vẽ điểm Y. Khi đó IS sẽ bằng IM. IS bằng IM, vậy điểm Y này cách đều đỉnh S và cách đều các điểm nằm trên đường tròn tâm O. Do đó, Y chính là tâm của mặt cầu ngoài tiếp hình nón. Bây giờ chúng ta trình bày lời giải. Giả sử hình nón N có đỉnh S và đường tròn đáy là đường tròn tâm O bán kính R. Lấy một điểm M bất kỳ trên đường tròn tâm O bán kính R thì tam giác SOM vuông ở O. Trong mặt phẳng SOM, trung trực của đoạn thẳng SM sẽ cắt SO tại một điểm Y duy nhất. Khi đó ta có SI bằng IM. Vì Y nằm trên trục của đường tròn tâm O bán kính R nên Y cách đều mọi điểm của đường tròn. Và Y cách đều S, do đó chúng ta có Y chính là tâm của mặt cầu ngoài tiếp hình nón. Vậy mặt cầu tâm Y bán kính R bằng IS chính là mặt cầu ngoài tiếp hình nón. Bây giờ thầy hướng dẫn các em tính bán kính IS như sau. Tam giác SGI và tam giác SOM là hai tam giác vuông có chung góc nhọn
MSO cho nên chúng đồng dạng. Từ đó chúng ta suy ra cái tỷ số EG chia cho OM sẽ bằng SI chia SM. Từ đó chúng ta có thể tìm được SI. Như vậy bài học kết thúc. Thầy mong các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.